Cổ chân nhân chương 1011, một vụ mua bán lớn. Bí phương cổ ác niệm có trong tay Phương Nguyên có từ nhất chuyển đến ngũ chuyển. Cổ ác niệm nhất chuyển đến ngũ chuyển đều có thể sinh ra ác niệm, hiệu dụng giống nhau. Chỉ là số lượng sinh ra suy nghĩ khác biệt, tiêu hao chân nguyên nhiều ít cũng có sự chênh lệch rất lớn. Luyện cổ không dễ, số chuyển càng cao, luyện chế lại càng khó. Nhất là cổ ác niệm ngũ chuyển cần từ nhất chuyển đến nhị chuyển, nhị chuyển đến tam chuyển, tăng lên từng tầng một chứ không thể tăng một lèo. Cứ tính toán như vậy, xác suất thành công không cao, hao tốn lại cực kỳ to lớn. Phương Nguyên dự định sơ bộ, trước luyện chế ra 2.000 cổ ác niệm. Còn cổ ác ý, hắn tạm thời không cần. Trong đầu hắn vẫn còn giữ lại rất nhiều nhạc ý. Luyện chế 2.000 cổ ác niệm ngũ chuyển, không hề nghi ngờ là một quy mô rất to lớn, tốn rất nhiều thời gian. Nếu Phương Nguyên không mua mau nhân, không xây dựng thạch tổ thứ hai, chỉ dựa vào mau nhân của thạch tổ thứ nhất chỉ luyện chế khi có thời gian rảnh rỗi, muốn đạt đến 2.000 cổ ngũ chuyển, ít nhất phải tốn thời gian 10 năm. Hiện tại, Phương Nguyên đã xây dựng thạch tổ Phương Nguyên thứ hai, khoảng thời gian này lập tức được rút ngắn, chỉ khoảng 16 tháng là cùng. Trong thời gian này, nếu ta có thể cải tiến cổ phương, tưởng tượng ra một cổ phương ngũ chuyển hoàn toàn mới, có thể trực tiếp luyện chế cổ ác niệm ngũ chuyển. Như vậy, thời gian 16 tháng sẽ còn có thể được giảm bớt. Phương Nguyên thầm nghĩ. Hiện tại, cảnh giới luyện đạo của hắn đã tăng lên trình độ chuẩn tông sư, nhưng cảnh giới trí đạo vẫn là một mảnh trống không. Nhưng Phương Nguyên vẫn có lòng tin như cũ. Nơi phát ra lòng tin này không phải ai khác, chính là cổ trí tuệ. Nhờ vần sáng cổ trí tuệ, hắn sẽ có linh cảm vô hạn. Cho dù cảnh giới kém một chút, hắn cũng không cần gấp, có thể cưỡng ép suy tính. Vì cổ tiên cử chuyển đúng là kinh khủng vô cùng. Bây giờ Phương Nguyên càng lúc càng cảm nhận được chỗ lợi hại của cổ trí tuệ cửu chuyển. Nhờ vần sáng trí tuệ, hắn có thể suy tính cổ phương tiên cổ. Những cổ phương tiên cổ đó, ngay cả địa linh lan gia chuẩn đại tông sư cũng phải bối rối, mãi không có tiến triển. Phương Nguyên còn có thể mượn nhờ vần sáng trí tuệ, suy tính sát chiêu tiên đạo. Hung lôi ác nhân có thể từ bên trong tàn phương huyết thần tử tìm ra được sát chiêu tiên đạo lôi thần tử, hao phí mất mấy năm. Trong khoảng thời gian đó, lão ta luôn bế quan, chân không bước ra khỏi nhà. Đổi lại là phương nguyên, có được cảnh giới lôi đạo, nhờ cổ trí tuệ, cùng lắm chỉ mấy tháng là có thể hoàn thành. Trước mắt, Hắc Lâu Lan đang cố gắng đẩy sát chiêu hư ảnh ngã lực lên trình độ cấp tiên. Đáng tiếc, dù nàng có nội tình sát chiêu phàm đạo, cảnh giới lực đạo, nhưng muốn đạt thành mục đích, ít nhất cũng phải mấy năm. Đổi lại là phương nguyên, đoán chừng nửa tháng là có thể giải quyết. Trên thực tế, suy tính sát chiêu tiên đạo, thỉnh thoảng phương nguyên có làm. Hắn suy tính sát chiêu tiên đạo không phải thứ gì khác, chính là vạn ngã. Cổ hạch tâm của sát chiêu vạn ngã là cổ tịnh hồn. Bởi vì tiên cổ đang bị đói nên không thể sử dụng. Mục đích chủ yếu phương nguyên suy tính sát chiêu vạn ngã chính là thay thế tiên cổ tịnh hồn bằng một cổ trùng khác. Nhưng điều đáng tiếc chính là tiên cổ vừa mất, quy lực lập tức giảm xuống dù có sử dụng nhiều cổ trùng phàm đạo cũng không đạt được quy lực như lúc đầu. Nhìn chung, cổ sư trong lịch sử từ trước đến nay chỉ có một sát chiêu phàm đạo, quy năng công phạt có thể so sánh với tiên cổ. Đó chính là bạch cốt chiến xa. Sát chiêu này do ngạo cốt ma quân thẩm kiệt ngạo sáng tạo, kinh tài tuyệt luân, khinh thường cổ kim. Cho nên, phương nguyên bán thi thể hoang thú bên trong bảo hoàng thiên, trong đó có một điều kiện giao dịch chính là dùng thi thể hoang thú đổi lấy phàm cổ ngũ chuyển chiến quốc xa luân cổ chiến quốc xa luân chính là một trong tổ hợp cổ trùng sát chiêu phàm đạo bạch quốc chiến xa trong tay phương nguyên có một cái đoạt được trên chiến trường mà lan vương thường sơn âm của bắc nguyên ẩn thân tài năng của phương nguyên vẫn còn chưa thể so sánh được với thẩm kiệt ngạo nếu bỏ đi tiên cổ tịnh hồn uy lực sát chiêu vạn ngã căn bản chẳng đáng chú ý nửa tháng sau phương nguyên vẫn luôn cố gắng cải tiến cổ phương cổ ác niệm ngoài ra cũng không quên cải thiện sát chiêu tiên đạo vạn ngã lúc này thi thể hoang thú mà hắn treo bán bên trong bảo hoàng thiên đã bán thêm được hai con đổi lấy cánh dơi hoang thú thứ hai cùng mấy chục khối tiên nguyên thạch ban đầu phương nguyên không nghĩ đến việc dùng thi thể hoang thú đổi lấy tiên nguyên thạch nhưng trong tay hắn chỉ còn lại năm chục khối tiên nguyên thạch phần lớn còn lại đã dùng thu mua mao nhân hiện tại hắn đang luyện chế quy mô cổ ác niệm, cần tài nguyên rất khổng lồ. Vì thế không thể không đổi lấy tiên nguyên thạch, miễn cưỡng ứng phó cho việc chi tiêu. Cứ như vậy, thi thể hoang thú phương nguyên treo bán bên trong bảo hoàng thiên chỉ còn lại ba con. Tiên nguyên thạch trong tay cũng chỉ còn lại hai mươi mấy khối. Vì suy tính, tiên nguyên thanh đề cũng giảm xuống 36 viên. Cũng may kế hoạch phương nguyên cải tiến cổ ác niệm đã có hiệu quả mặc dù cổ phương cổ ác niệm hoàn toàn mới còn chưa đạt đến trình độ như mong muốn nhưng đã giảm bớt rất nhiều trình tự lúc trước cổ ác niệm ngũ chuyển nhất định phải được bắt đầu từ nhất chuyển hiện tại cổ ác niệm ngũ chuyển chỉ cần hai bước bước đầu tiên luyện thành bán thành phẩm bước thứ hai là thành phẩm mặc dù xác suất thành công vẫn chưa tăng lên nhưng trình tự giảm bớt việc tiêu hao cũng sẽ giảm xuống rất nhiều thời gian cũng được tiết kiệm dựa theo tiến độ này thời gian vốn dự tính là 16 tháng được trực tiếp rút ngắn một nửa. Chỉ cần luyện chế trong 8 tháng, ta sẽ có 2.000 cổ ác niệm ngũ chuyển. Nhưng tiên nguyên thạch trong tay ta cũng đang căng thẳng. Chiếu theo trình độ này, mặc dù có việc buôn bán đảm thạch cổ chống lưng, nhưng nhập cũng không đủ suất. Chẳng lẽ ta nên tạm hoãn một bước, trước để thạch tổ thứ hai luyện chế cổ khí nang, tăng sản lượng đảm thạch cổ, trước kiếm tiên nguyên thạch để chèo chống cục diện sao? Trong lúc Phương Nguyên không thể không cân nhắc như thế, tin tức tốt mà hắn chờ đợi đã lâu rốt cuộc cũng đã đến. Tiểu tử thúi, ngươi thắng rồi. Ta đáp ứng điều kiện của ngươi, chúng ta chia bốn, sáu. Tâm trạng của địa linh lan gia không được vui. Bởi vì Phương Nguyên muốn luyện chế quy mô phàm cổ nên thiếu tiền, địa linh lan gia muốn luyện chế tiên cổ, tiêu hao tài nguyên so sánh với Phương Nguyên còn cao hơn gấp trăm lần. Vì thế lão lại càng thiếu tiền. Như Phương Nguyên đã sở liệu, địa linh lang gia không còn con đường nào khác, chỉ còn một con đường ở phương nguyên là có thể đi. Cho nên, lão không đi không được, mặc dù biết rõ như vậy là mình cực kỳ thiệt thòi. Phương Nguyên cũng không muốn được một tất lại lấn một thước. Chi lợi ích như vậy đã đạt đến cực hạn của địa linh. Nếu còn không biết tốt xấu, chọc giận địa linh lan gia, chẳng những không còn giao dịch nào nữa, hơn nữa những vất vả tạo dựng quan hệ trước đó đều sẽ mất đi. bách Nguyên, Động Thiên Bách Cúc bên trong động thiên đèn đuốc sáng trưng, mỹ nhân ca múa không ngớt, rượu ngon thịt ngon liên tiếp được mang lên. Ăn đi, ta rất thích món cá này, là dùng cổ trùng ngũ chuyển kim cương phi ngô để chế biến, dùng lửa than để nướng, chất thịt rất tươi ngon. Bách túc tiên quân ngồi ở vị trí chủ vị, cười nhạt, chiêu đãi hai vị cổ tiên trong đại điện. Hai vị cổ tiên không phải ai khác, chính là Tần Bách Thắng và Lê Sơn Tiên Tử. Tuy người khác nấu ăn, nhưng hai vị cổ tiên cũng không hề cố kỵ. Tần Bách Thắng đưa tay bốc một miếng thịt to, mở cái miệng rộng ném vào trong miệng. Sau khi ông ta nuốt xong, cái miệng trở nên bóng loáng. Ông ta giơ ngón tay cái lên, quả nhiên rất ngon. Không tệ, không tệ. Bách Cúc Tiên Quân cười ha hả, quay sang nhìn Lê Sơn Tiên Tử, không biết Tiên Tử cảm nhận như thế nào. Lê Sơn Tiên Tử thử một miếng, nhưng cách ăn tao nhã hơn so với Tần Bách Thắng rất nhiều. Sau khi nuốt một miếng nhỏ, nàng khẽ cười nói chất thịt rất ngon, không chỉ có mùi thơm mà còn dai. Quả thật là thắng phẩm của nhân gian. Bách túc tiên quân cực kỳ đắc ý, không dối gạt hai vị. Để tạo ra món ăn này, ta đã suy nghĩ tìm kiếm 8 ngày 8 đêm, rốt cuộc cũng có được thành phẩm. Đây là một trong những tác phẩm mà ta hài lòng nhất trong năm nay. Tu vi của bách túc tiên quân cao đến bát chuyển là một tán tu. Ông ta có một sở thích nghe tiếng trong giới của tiên Bắc Nguyên, chính là thích nấu nướng, sáng tạo ra món ăn mới lần này đến đây chúng ta không chỉ thành công mời thiên quân tham gia đại hội đấu giá hơn nữa còn được thưởng thức món ngon như vậy đây thật sự là may mắn của chúng ta tần bách thắng biết thời lên tiếng thiên quân thịnh tình khoản đãi lê sơn ghi nhớ trong lòng bây giờ đã ký kết minh ước xin thứ cho lê sơn không thể ở lâu lê sơn tiên tử nói tiếp ha ha bách thúc tiên quân tươi cười gật đầu nói không sai lão nhân bác chuyển bắt nguyên rất ít hai người đã mời ta vậy thì mời dược hoàng ngũ hành sư tuyết hồ lão tổ và phượng tiên thái tử luôn đi thiên quân minh giám hai chúng ta đang định đi mời phượng tiên thái tử đi đi nhớ chuẩn bị đại hội đấu giá lần này cho tốt lão phu rất chờ mong tần bách thắng lê sơn tiên tử bước ra khỏi động thiên bách túc phân biệt phương hướng sau đó thẳng đến hướng đông nam đi được nửa đường bỗng lê sơn tiên tử hơi biến sắc bên trong tiên khiếu phương nguyên thông qua cổ thôi bôi hoán trản truyền tin tức cho nàng lê sơn tiên tử chậm rãi dừng lại tần bách thắng ngạc nhiên nói vì sao tiên tử không đi tiếp lê sơn tiên tử mỉm cười ta có một người muốn dẫn kiến với đại nhân ngài ồ tần bách thắng cảm thấy hứng thú lúc này phương nguyên chui ra ngoài tiên khiếu của lê sơn tiên tử sau khi nhìn quanh bốn phía hắn nhìn tần bách thắng tần đại nhân uy danh của ngài như sấm bên tai tại hạ tần bách thắng là cổ tiên thất chuyển chiến lược siêu phàm nhân vật nhất lưu như thạch lỗi lúc này thấy phương nguyên chỉ là một tiên cương hơn nữa còn là tu vi lục chuyển thấp nhất hứng thú vừa nãy của tần bách thắng lập tức tan biến nhưng nhìn thấy phương nguyên chui ra từ tiên khiếu của lê sơn tiên tử có thể thấy được quan hệ giữa phương nguyên và lê sơn tiên tử không tầm thường tần bách thắng cũng không có thái độ kiêu căng không mặn không nhạt gật đầu nói, không dám nhận, các hạ là. Tại hạ sa hoàng. Trong tay ta đang có một vụ mua bán lớn, muốn bàn bạc với tần đại nhân ngài. Phương Nguyên cười nói. Mua bán lớn gì? Phương Nguyên lập tức nói ra chuyện mua bán phúc địa cổ tiên. Tần Bách Thắng và Lê Sơn tiên tử nghe xong, cả hai đều thất sắc. Trong thư gửi qua của thôi bôi hoáng trảng, Phương Nguyên cũng không nói rõ ràng, chỉ nói mình muốn tham gia đại hội đấu giá. Lê Sơn tiên tử giật mình, Sa Hoàng, ngươi thật sự có phúc địa cổ tiên muốn bán. Ha ha, không phải ta có phúc địa cổ tiên, ta chỉ là chân chạy việc mà thôi. Phương Nguyên cười nói. Hắn đã ký kết minh ước tuyết sơn với Lê Sơn tiên tử, nhất định phải nói thật. Nhưng đây chỉ là lời nói thật một nửa. Hắn đương nhiên sẽ không nói chân chạy việc như hắn còn kiếm được nhiều hơn so với chính chủ. Lúc này, Tần Bách Thắng hơi bình tĩnh lại, phỏng đoán Phương Nguyên là nhân vật dưới trướng của một đại nhân vật nào đó. Bắc Nguyên có bốn vị cổ tiên bác chuyển, nhưng căn cứ theo lời đồn, cũng còn một số lão quái vật còn sống. Lúc này, Tần Bách Thắng không khỏi đánh giá Phương Nguyên một chút, vẫn mỉm cười, nhưng giọng điệu đã thay đổi, đích thật là một vụ mua bán lớn. Nếu tiểu huynh để coi trọng Tần Mổ ta như thế, có lòng tin đối với đại hội đấu giá lần này, cớ sao Tần Mổ lại từ chối chứ? Đa tạ Tần Đại Nhân đã dàn xếp nụ cười của Phương Nguyên càng đậm hơn. Cái gì dàn xếp hay không dàn xếp? Nói thật, ta cao hứng còn không kịp nữa là. Phúc địa cổ tiên, chật chật, có thể nhấc lên con sóng lớn ở đại hội đấu giá. Ha ha, ta tổ chức đại hội đấu giá lần này sẽ là thịnh hội chỉ đếm được trên đầu ngón tay Bắc Nguyên mấy trăm năm qua. Tần Bách Thắng phóng khoáng cười to vài tiếng, thái độ thân thiết vỗ vai tiểu tiên cương lục chuyển phương nguyên, nói thật, ta là người thô kịch xưng hô tần đại nhân có vẻ hơi kỳ. Niệm tình ta già hơn mấy tuổi, không ngại cứ gọi ta một tiếng lão ca. Tần Bách Thắng đã hơn 700 tuổi, xác thực lớn hơn Phương Nguyên. Phương Nguyên không thể từ chối, ông quyền cười nói, Tần Huynh. Ha ha, xa lão đệ. Tần Bách Thắng lập tức hoàng lễ. Tần Bách Thắng đích thật là một nhân vật. Chiến lực của ông ta so với tiên hầu Vương Thạch Lỗi hoàn toàn không thua kém chút nào. Không chỉ như vậy, khi trò chuyện với phương nguyên ông ta nói rất vui vẻ rất có lực tương tác thỉnh thoảng cười to phóng khoáng vài tiếng càng khiến người ta cảm thấy lòng dạ của ông ta rộng rãi lúc này phương nguyên đang sử dụng sát chiêu gặp mặt không quen biết để ngụy trang chính mình nhất định phải ngụy trang mã hồng vận triệu liên vân đang nằm trong tay tần bách thắng nếu bọn họ cung khai hoặc bị sưu hồn tần bách thắng nhất định sẽ biết hình thái thiên thi vương tám tay của phương nguyên mặc kệ là Hắc lâu lan hay là thái bạch vân sinh hay thiên thi vương tám tay đều không tiện công khai trắng trợn xuất hiện ở bắc nguyên bởi vì ba người bọn họ đều là nhân vật mấu chốt liên quan đến lầu chân dương 88 góc bị sụp đổ bây giờ đang là thời kỳ nhạy cảm từ khi đệ nhất của tiên trí đạo đông phương trường phàm suy tính ra kẻ cầm đầu không phải người bản thổ bắc nguyên mà là người ngoài trước khi chết trên dưới bắc nguyên mơ hồ đã có một mối thù chung có không biết bao nhiêu thế lực bao nhiêu cường nhân muốn trả thù nhất là 10 thế lực siêu cấp bắc nguyên lợi ích bị thương tổn nhiều nhất đều hận không thể thiên đao vạn quả kẻ cầm đầu lột da gọt xương tra tấn ngàn vạn năm mới giải được mối hận một khi đám người phương nguyên xuất hiện dù sự thật phạm tội còn chưa bại lộ nhưng các cổ tiên bắc nguyên cũng sẽ gió nổi mây phun cùng nhau xuất thủ bắt đám người phương nguyên để biết được càng nhiều tin tức càng tốt bởi vậy phương nguyên xuất hiện phải dùng cái tên giả sa hoàng đồng thời tám cánh tay cũng biến thành hai cánh tay cương thi bình thường thân hình vốn cao hai trượng giờ này cũng biến thành như người bình thường thậm chí còn thấp bé hơn một chút trăng nanh trong miệng đã thu lại một chút cũng không cảm thấy dữ tận ngược lại mang đến cho người ta cảm giác yếu đuối đương nhiên trước đó phương nguyên cũng đã nói qua trong thư với lê sơn tiên tử khi thành lập minh ước tuyết sơn cân nhắc đến tình huống này cho nên Phương Nguyên và Lê Sơn Tiên Tử liên hợp lừa gạt người bên ngoài cũng không vi phạm minh ước. Nhưng cho dù Phương Nguyên trở nên không đáng chú ý, trở thành tiên cương, tu vi đình trệ, tiền độ ảm đạm, Tần Bách Thắng vẫn không hề xem thường, nói chuyện ngang hàng với Phương Nguyên, thậm chí giọng điệu trò chuyện càng thêm thân mật. Thái độ này của Tần Bách Thắng khiến Phương Nguyên thầm khen không thôi, người này đúng là một nhân vật, khó trách có thể phá vỡ cục diện, giải quyết tình huống bị cổ tiên Bắc Nguyên vây quanh, chuyển thành cục diện có lợi cho ông ta tần bách thắng cũng đang suy nghĩ tên tiểu tiên cương lục chuyển này dung mạo không đáng chú ý nhưng ta nói bóng gió lâu như vậy hắn lại không để lọt chút nào ta vẫn không biết lai lịch của hắn hắn đối mặt với tần bách thắng ta vẫn trò chuyện bình thường người này không đơn giản lê sơn tiên tử đứng một bên nheo mắt mỉm cười nhìn phương nguyên và tần bách thắng trò chuyện lê sơn tiên tử thấy bọn họ càng nói càng hăng rốt cuộc nhịn không được khẽ cười hai vị như thể hận không gặp nhau được sớm gạt ta sang một bên giống như huynh đệ chia cách nhiều năm mới gặp lại hổ thẹn hổ thẹn phương nguyên vội vàng nói tần bách thắng nghe xong hai mắt tỏa sáng tiên tử nói rất hay ta và sa huynh đệ mới quen đã thân ngày càng hợp ý chi bằng chúng ta kết bái làm huynh đệ đi đúng lúc có cổ sơn minh của tiên tử ở đây sau này ca ca có một bát thịt ăn tuyệt không để đệ đệ ngươi phải uống canh lê sơn tiên tử lấy làm kinh hãi không nghĩ đến tần bách thắng lại làm thật sau khi giật mình nàng hơi hoảng hốt hay là tần bách thắng cao minh hơn ta đã nhìn ra được ngụy trang của phương nguyên phương nguyên à một chút làm ra bộ mặt da mặt mỏng tuổi còn trẻ cuối cùng chống đỡ không được không dám trèo cao không dám trèo cao a à, hiền đệ nói gì vậy chứ cái gì trèo cao hay không trèo cao đây chính là duyên phận hay là ngoài mặt thì hiền đệ như vậy nhưng thật ra trong lòng xem thường kẻ một mình như ta tần bách thắng trừng mắt nhìn phương nguyên biểu hiện trên mặt giống như cười mà không phải cười không ổn rồi gặp mặt không quen biết rốt cuộc cũng chỉ là sát chiêu phàm đạo hình như tần bách thắng đã phát hiện ra mánh khóe bên trong chung quy ta thể hiện thực lực quá lợi hại có cổ tiên nô lệ có buôn bán phúc địa cổ tiên tuy tần bách thắng chỉ là tán tu nhưng am hiểu hợp tung liên hoành biết được giá trị của đại hội đấu giá. Cho nên muốn mượn ta để với đến thế lực cường đại sau lưng ta. Đương nhiên cũng không loại trừ ông ta hoài nghi ta chính là kẻ đầu sỏ lật đổ lầu chân dương. Mặc kệ là khả năng nào, người này thật sự rất khó chơi. Trong đầu Phương Nguyên xẹt qua đủ loại suy nghĩ, nhưng ngoài mặt thì cười khổ, nói thật, ta và Tần Huynh mới quen đã thân, đáng tiếc ta chỉ là tiểu nhân vật, thân bất do kỹ, kém xa hai vị Tần Huynh và Lê Sơn tiên tử kết bái huynh đệ không phải là không muốn mà là không thể đương nhiên không thể kết bái rồi một khi kết bái thề thốt trước mặt cổ sơn minh chính là bị người ta nắm cán đơn giản nhất tần bách thắng trực tiếp nhấn mạnh giữa huynh đệ thì không được nói dối phương nguyên phải làm sao bây giờ làm sao mà từ chối đúng là như vậy hiền đệ ngươi có chuyện khó nói ca ca đương nhiên là hiểu không chỉ hiểu thậm chí còn có thể giúp hiền đệ Tần Bách Thắng vỗ ngực nói, hàm ý trong lời nói vẫn không buông bỏ dụng tâm tìm hiểu Phương Nguyên. Phương Nguyên ôm quyền cảm ơn, sau đó quay sang nói với Lê Sơn tiên tử, "Tiên tử, lần này ta đến đây còn có một sứ mệnh, chính là muốn mượn cổ sơn minh của tiên tử dùng một lát." Cái này, Lê Sơn tiên tử nhìn Tần Bách Thắng, sau khi do dự một chút, nàng nói, "Sa hoàng ngươi có chỗ không biết, lần này chúng ta phải đến chỗ của Phượng tiên thái tử, mời ngài ấy tham gia đại hội đấu giá lần này." thời gian của chúng ta rất gấp cũng không biết phượng tiên thái tử có tức giận hay không bởi vì chúng ta là người cuối cùng bái phỏng ngài ấy tần bách thắng lại nói phượng tiên thái tử là mẫu mực cao quý của chính đạo tại sao lại có bụng dạ hẹp hòi như vậy chứ dù sao chúng ta đến đó cũng còn một khoảng thời gian cứ cho sa hoàng hiền đệ mượn một lát cũng được mà không sao ta cũng không vội dùng phương nguyên ôn quyền nói nếu đã như vậy tần huynh và tiên tử đi nhanh đi chúng ta xin tạm biệt ở đây sa hoàng lão đệ không ngại cùng đi chứ có thể bái kiến phượng tiên thái tử là một cơ hội khó có được tần bách thắng nói phương nguyên nào dám đến trước mặt cổ tiên bác chuyển chứ nhất là cổ trinh sát trong tay phượng tiên thái tử cao đến thất chuyển mặc dù gặp mặt không quen biết có xuất thân từ đạo thiên ma tôn nhưng cũng chỉ là sát chiêu phàm đạo trước mặt tiên cổ trinh sát quả thật không đáng chú ý Phương Nguyên Nguyễn chuyển từ chối lời mời của Tần Bách Thắng, nhìn hai người bọn họ bay đi, thân ảnh biến mất nơi chân trời, ánh mắt lúc này mới lạnh lại. Lần này, xem như hắn đã lĩnh giáo sư khó chơi của Tần Bách Thắng. So với loại người ngang ngược như Thạch Lỗi, người này rất có tâm cơ. Bên trong thì đủ loại âm mưu, nhưng ngoài mặt thì thể hiện rất có chân tình, giống như xuất phát từ bản tâm. Công phu biểu hiện này hoàn toàn tương xứng với Phương Nguyên. Nếu không phải Phương Nguyên là lão quái trùng sinh, rất có thể không nhìn ra được diện mạo thật của Tần Bách Thắng. Người này thân là tán tu, nhưng biết cách hợp tung liên hoành, ảnh hưởng cả giới cổ tiên Bắc Nguyên, thủ đoạn có thể nói là phiên vân phúc vũ, cũng được xem là có bản lĩnh. Đáng tiếc kiếp trước vận khí không tốt, khi huyết lão xuất thế, trên đường ngẫu nhiên gặp phải đại chiến phát sinh, kết quả chết trong tay tên biến thái kia. Phương Nguyên nhớ lại, sau đó xoay người bay đi hướng khác bay không được bao lâu hắn nhìn thấy một đám đà điểu xanh loại chim này phần lưng hở ra giống như hơi còng lông toàn thân màu xanh hình thể cường tráng khổng lồ thường kết bầy mà đi là bá chủ của không trung quy mô của đám đà điểu xanh này xem như không nhỏ là vạn thú bầy phương nguyên cũng chẳng quan tâm trực tiếp bay về phía trước đám đà điểu xanh phát hiện được con mồi là phương nguyên vô cùng hưng phấn đầu tiên là cao giọng thét lên nhanh chóng đến gần nhưng sau khi đến gần, cảm nhận được khí tức tiên cương trên người hắn, lập tức hoảng sợ chạy toán loạn. Vạn vật sinh linh đều có bản năng xu các tị hung. Cho dù là giả thú phi cầm, bọn chúng cũng có nhãn lực, sẽ không đần độn muốn chết. Nếu đổi lại phương nguyên lần đầu tiên bước chân vào Bắc Nguyên, nhìn thấy đàn đà điểu xanh này, nhất định sẽ đào hố nhảy vào trốn. Bây giờ, hắn ngay cả ra tay cũng không thèm ra tay, đã trực tiếp xua đuổi được đám đà điểu xanh. Mặc dù ta đã thành tiên cương Nhưng so với kiếp trước chỉ biết lần mò Tu vi kiếp này của ta đã trở nên siêu việt Thời điểm này ở kiếp trước Núi Thanh Mao đã bị Bạch Ngưng băng tự bạo mà bị hủy Gia tộc bình thường bởi vì huyết mạch đoàn kết mà cực kỳ bài trừ người bên ngoài Ta không trở thành cổ sư ma đạo độc lai độc vãng Mà gia nhập thương đội Thường xuyên chiến đấu nơi tuyến đầu để kiếm miếng cơm Kiếp trước Phương Nguyên vô cùng vất vả Di chuyển qua Nam Cương, Tây Mạc Đông Hải hơn 300 năm, về sau mới trở thành cổ sư ngũ chuyển ở Trung Châu. Hiện tại chỉ qua mấy chục năm, Phương Nguyên đã thăng tiên. Mặc dù chỉ là tiên cương, nhưng chiến lực đã đạt đến lục chuyển thượng đẳng. Thứ nhất, ưu thế trùng sinh cực kỳ to lớn. Thứ hai, bản thân Phương Nguyên trải qua hung hiểm. Phong hiểm càng lớn, lợi ích cũng càng lớn. Nhưng theo thời gian trôi qua, ảnh hưởng do ta trùng sinh mang đến cũng càng lúc càng lớn đại hội đấu giá trước mắt kiếp trước cũng chưa từng xuất hiện qua chỉ mong lần này ta gia nhập cương minh bắc nguyên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn ít một chút hành động thuận lợi hơn một chút có sát chiêu gặp mặt không quen biết phương nguyên quyết định thử gia nhập cương minh kế hoạch vĩnh viễn vẫn thua kém thay đổi kế hoạch trước đó của hắn là cướp đoạt tiên cổ ám độ nhưng đánh một trận với hắc thành và tuyết tùng tử chẳng khác nào đánh trắng động cỏ hơn nữa hành tung của khương ngọc tiên tử vô cùng thần bí ngay cả lê sơn tiên tử cũng điều tra không ra còn có một kế hoạch chính là giết chết mã hồng vận và triệu liên vân nhưng bây giờ bọn họ bị tần bách thắng bắt làm tù binh gần như bị tất cả cổ tiên bắc nguyên nhìn chằm chằm phương nguyên làm sao mà ra tay được sau khi áp dụng hai kế hoạch này thành công kế hoạch thứ ba mới là gia nhập cương minh nhưng diễn biến thế cục bây giờ phương nguyên đành phải mạo hiểm gia nhập cương minh cho dù phải bốc lên phong hiểm vừa phi hành, Phương Nguyên vừa suy nghĩ đến kế hoạch gia nhập Cương Minh. Dọc đường phi hành, hắn gặp rất nhiều đàn chim, tất cả đều bị khí tức tiên cương của Phương Nguyên xua tan. Chỉ có một lần gặp một con hoang thú phi xà. Phương Nguyên không muốn liên lụy hành trình, liền chủ động tránh đi. Mặc dù Bắc Nguyên rất rộng lớn, có hơn 8 vạn tỷ mẫu, gấp 10 lần diện tích trái đất, nhưng vị trí Phương Nguyên xuất hiện cách mục đích ban đầu không xa. Sau khi bay được hơn nửa ngày, hắn nhìn thấy một ngọn núi phía chân trời. Chính là núi khô một. Núi khô một, gọi là núi, chi bằng gọi là một cây gỗ khô cao vút trong mây thì đúng hơn. Một danh của nó là địa lão. Sinh mệnh của lão một cực kỳ lâu. Gốc lão một này đã có hơn 100 vạn năm lịch sử. Từ thời cùng mang ma tôn đến hồng trần ma tôn, đến nguyên liên tiên tôn, đạo thiên ma tôn, cự dương tiên tôn rồi lại đến u hồn ma tôn, nhạc thổ tiên tôn đến khi nhạc thổ tiên tôn chết nó vẫn còn sống như cũ cành lá của nó rậm rạp vô cùng lá cây màu xanh đậm rất nhiều trái cây mọc bên trên thậm chí trên cả nhánh cây to lớn có thể cấy cả một mảnh ruộng trong thời điểm huy hoàng của nó bình thường đều do cổ tiên cường đại nhất bắc nguyên hoặc thế lực cường thịnh nhất chiếm giữ nhưng theo thời gian không ngừng cọ rửa màu xanh biếc đã dần dần lụi tàn lão một vốn kiên cố dần dần trở nên già nua lão một đã từng dẫn đến vô số đại năng tranh nhau cướp đoạt đầu rơi máu chảy thậm chí chết đi cuối cùng cũng đã nên đón sự tĩnh mịch lúc tuổi già thân cây khô cạn chỉ có thể bao phủ bóng cây một phương nhớ về thời kỳ phồn thịnh của mình bây giờ trụ cột lão một đã sớm khô héo gần chết chỉ còn lại một nhánh nhỏ là còn lưu lại khí tức sinh mệnh từ một kỳ trân dị bảo người người tranh đoạt một di tích cổ để mọi người chiêm ngưỡng nó đã trở thành một người khổng lồ lưng gù không người ngồi dưới đất chờ đợi ngày cuối cùng của mình đến. Phương Nguyên đến, đương nhiên không phải chiêm ngưỡng cây thụ già này, mà là vì tiên cương trên đó. Vị tiên cương này khi còn sống là một cổ tiên một đạo, họ cổ tên nghiệp. Phương Nguyên muốn gia nhập cương minh Bắc Nguyên, nhất định phải dựa vào một vị tiên cương dẫn tiến. Phương Nguyên đã sớm từ Lê Sơn Tiên Tử tìm hiểu tình huống đại khái của cương minh Bắc Nguyên. Sở dĩ hắn lựa chọn cổ nghiệp không phải vì ông ta có gì đặc biệt, chỉ đơn thuần là do vị trí của ông ta gần nhất mà thôi. Càng gần đến cây thụ già, Phương Nguyên cố ý thả chậm tốc độ nhưng không thấy cổ nghiệp xuất hiện. Hắn không khỏi cau mày. Điều này so với tính cảnh giác của cổ nghiệp hơi khác biệt một chút. Khi đi đến dưới cây thụ già, Phương Nguyên lớn tiếng kêu lên, lão thành chủ có đó không? Tại hạ sa hoàng muốn bái phỏng. Âm thanh quanh quẩn trên dưới cây thụ già, chấn động đến cành lá phải rơi xuống. Từ sâu trong cây thụ già bắn ra một bóng người. Tại sao lại có người đến? Thật coi cổ nghiệp ta dễ khi dễ hay sao? Trong giọng nói tràn ngập sự phẫn quốc và bất đắc dĩ, cổ nghiệp xuất hiện trước mặt phương nguyên. Toàn thân ông ta khô héo, vừa cao vừa gầy, giống như cây thụ già, làn da trần trụi có hoa văn của gỗ, là cơ thể một tiên cương. Nhìn thấy phương nguyên, cổ nghiệp ngay ra một lúc nét mặt giận dữ không còn, giọng điệu do dự, chắc hạ là. Tại Hạ Sa Hoàng, gần đây bất đắc dĩ phải biến thành tiên cương. Ta muốn gia nhập Cương Minh Bắc Nguyên, không biết lão thành chủ có thể dẫn tiếng ta hay không. Phương Nguyên thản nhiên thi lễ, đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra mục đích của mình. A, à, thì ra ngươi là người mới muốn gia nhập Cương Minh. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Cổ Nghiệp đổi sắc mặt, vội vàng cười đáp lễ, ta còn tưởng rằng. Được rồi, không nói nữa. Chúng ta đều là người lưu lạc thiên nhai cả người mới mời vào phương nguyên chậm rãi bay lên trời dưới sự dẫn đường của cổ nghiệp hắn xuyên qua vô số cành khô lá vụn đến chỗ sâu nhất của cây thụ già nơi này có một thành trì do cành cây của cây thụ già tạo thành đặc biệt phong mạo rất nhiều phòng ốc bằng gỗ tầng tầng lớp lớp cao thấp đều có không những có quảng trường mà còn có tháp canh tường thành đường đi to nhỏ giống như kinh mạch thuận theo cành cây mà kéo dài còn có dây leo tạo thành bậc thang, thẳng đứng hoặc rủ xuống, từ cành này kéo sang cành cây khác. Đáng tiếc, thành trì bằng gỗ này đã bị hủy mất một nửa, đa số nhà cửa cũng bị sụp. Bậc thang dây leo màu nâu vàng, cũng không còn xanh tươi, không chịu nổi gió thổi qua, thường xuyên có bậc thang dây leo đứt gãy rơi xuống, đâm trúng cành cây, phát ra âm thanh trầm đục. Đây chính là lão thành. Tuy là như vậy, nhưng vẫn có phong vận như cũ. Nhớ lại năm đó, Nơi này phong hoa vật mậu, rất nhiều người phong lưu tập trung ở đây, thậm chí có lần trở thành trung tâm của Bắc Nguyên. Ánh mắt Phương Nguyên hiện lên sự tiếc nuối, thuận miệng cảm thán. Thành trì đã chết, cũng chẳng còn thú vị gì nữa. Sa Huynh gọi ta là lão thành chủ, ha ha, đã sớm hữu danh vô thực. Cổ nghiệp bên cạnh cười khổ một tiếng, nói thật, nếu không phải nơi này còn có tài nguyên một đạo khô ni tinh tủy, ai còn chú ý đến nó nữa chứ? Phương Nguyên gật đầu, tùy ý phụ họa, điều này cũng đúng. Cổ nghiệp thở dài một hơi, hay, sớm biết nơi này buồn tẻ như thế, ta đã không nhận nhiệm vụ của cương minh trú đóng ở đây. Nhưng cũng may thời hạn nhiệm vụ sắp hết, ta đã có thể thoát ly khổ ải. Huynh đệ, ngươi nhìn bộ dạng thê thảm này của ta, nhất định phải tiếp thu bài học. Khi tiến vào cương minh, tuyệt đối không được nhận nhiệm vụ trú đóng ở lão mộc. Phương Nguyên đã sớm phát hiện cổ nghiệp có thương tích trong người lúc này thấy ông ta nói như vậy hắn nhìn chằm chằm vào mặt của ông ta một bên mặt của cổ nghiệp sưng lên rất to giống như mọc ra một quả đào trên mặt bên còn lại thì lõm xuống nhìn qua diện mạo của ông ta có chút kỳ quái không chỉ như vậy trên ngực ông ta còn có một vết thương thật dài mặc dù vết thương rất cạn nhưng lại lớn có khói độc màu tím đen lượn lờ cổ huynh không đề cập đến ta cũng muốn hỏi Thương thế này của cổ huynh là từ đâu mà có?" Phương Nguyên hỏi. "Hai, huynh đệ, nhìn ngươi vừa mới biến thành tiên cương, chắc ngươi không biết nỗi khổ của tiên cương, cổ nghiệp than thở. Lúc đang định kể khổ tiếp, bỗng bên ngoài vang lên tiếng sấm, toàn bộ lão một trung rẫy kịch liệt, lá khô bay tán loạn, thậm chí thân cành một nát liên tiếp đập xuống. Cổ Nghiệp biến sắc. Phương Nguyên nghe có người gọi bên ngoài, họ cổ kia, mau ra đây." bản thần quân đến đây làm một vụ mua bán với ngươi. Sắc mặt cổ nghiệp trở nên khó coi, hai mắt phun lửa, nghiến răng nghiến lợi nói, lại là thiên đô thần quân. Hoành! Lại một tiếng sấm vang. Lão một trung lên một lần nữa, cành lá điêu tàn, giống như mưa to chút nước. Rất nhiều ngôi nhà gỗ sụp đổ, nhấc lên một trận bụi mù. Bên ngoài lại có cổ tiên hô to, cổ nghiệp đúng không, ngươi mau ra đây, ta chính là sắc hầu. Ngươi ra ngoài đi, có việc gì thì chúng ta thương lượng. Vừa dứt lời, lại một tiếng vang thật lớn, nổ lão một phát ra âm thanh khiến người ta phải lo lắng. Nhìn điệu bộ này, rất có khi cổ nghiệp không xuất hiện, đối phương sẽ không bỏ qua. Sắc mặt cổ nghiệp cực kỳ khó coi, hai tay nắm chặt, hít sâu mấy hơi, miễn cưỡng cười nói với Phương Nguyên, Sa huynh đệ, ngươi ngồi tạm đây trước. Ta đi một chút rồi về. Nếu không ngại, hãy để ta đi cùng với ngươi. Phương Nguyên nói. Gương mặt của nghiệp hiện lên vẻ cảm động, chắp tay thi lễ, thành khẩn nói, vậy thì đa tạ huynh đài. Hai người bước ra khỏi lão một, nhìn thấy hai vị cổ tiên lục chuyển lơ lửng giữa bầu trời. Một người dáng vẻ khôi ngô, làn da màu đồng, điện quan quấn quanh người, tự xưng là thiên đô thần quân. Một người khác thì đầu tóc rối bời, cao lớn thô kệch, trong tay cầm đầu lâu, chính là sắc hầu. Nhìn thấy phương nguyên, thiên đô thần quân hơi sững người, chợt cười nói, không nghĩ đến cổ nghiệp ngươi còn biết mời trợ giúp. Nhưng đáng tiếc, cũng chỉ là một tiên cương như cũ. Trong lời nói hoàn toàn không che giấu sự miệt thị đối với cương thi. Ngươi, cổ nghiệp giận dữ, đang định nói chuyện. Thiên đô thần quân khoát tay chặn lại, không nhịn được nói, ta không muốn nói nhảm với ngươi. Bản thần quân biết trong tay ngươi có khô nuôi tinh tủy. Người bạn này của ta có một khối tiên nguyên thạch, muốn mua 300 cân khô nuôi tinh tủy của ngươi. Một khối tiên nguyên thạch lại muốn mua 300 cân khô ni tinh tủy, sao ngươi không đến đoạt luôn đi? Cổ nghiệp tức giận dơ chân nói. Đoạt cũng không phải là không thể, chỉ là nể tình các hạ là bạn tốt của thần quân, bản hầu nể tình thần quân mà thôi. Sắc hầu ở bên cạnh cười ha hả, thái độ cực kỳ phách lối, giống như ăn chắc cổ nghiệp. Hai người các ngươi vô sĩ, chẳng khác nào cường đạo. Cổ nghiệp trợn mắt, phổi sắp nổ tung vì tức nhưng từ đầu đến cuối ông ta vẫn không ra tay ông ta phẫn nộ cũng vạn phần bất đắc dĩ đối phương là hai vị của tiên lục chuyển còn ông ta chỉ là tiên cương lục chuyển phúc địa đã chết trên người chỉ còn mười mấy khối tiên nguyên thạch cho dù có liều mạng thì cũng chẳng được gì không nói bản thân có đánh lại đối phương hay không cho dù có đánh lại tiên nguyên thanh đề tiêu hao kịch liệt lại không cách nào dựa vào phúc địa bổ sung chỉ có thể dùng tiên nguyên thạch để thay thế đánh một trận như thế ông ta sẽ triệt để phá sản cổ nghiệp lo lắng vô cùng không khỏi nhìn phương nguyên thật ra thiên đô thần quân và sắc hầu cũng đều đang chú ý phương nguyên trước đó thiên đô thần quân đến dọa dẫm cổ nghiệp nhiều lần cho nên biết nền tảng của cổ nghiệp chứ không biết lai lịch phương nguyên hơn nữa thoạt nhìn phương nguyên giống như được cổ nghiệp mời đến giúp đỡ tại sao phương nguyên lại vô duyên vô cớ ra mặt vì cổ nghiệp chứ ánh mắt của hắn hiện lên vẻ do dự giọng nói yếu ớt dò hỏi cổ nghiệp cổ huynh chuyện gì xảy ra vậy đối phương có lai lịch gì chẳng lẽ đoạt mua như vậy cương minh cũng mặc kệ sao phương nguyên vừa nói xong cổ nghiệp lập tức đánh mất tất cả hy vọng ông thở dài thật sâu cương minh cũng có thể quản nhưng ta không trả nổi cái giá đó lúc trước còn thủ lĩnh ở đây thì còn tốt một chút bây giờ thì hai không nói nữa sau khi lão đệ ngươi gia nhập cương minh thì sẽ biết như vậy sao phương nguyên làm ra vẻ giật mình thất vọng dường như rất lo lắng cho tiền đồ của mình nghe hai người nói chuyện thiên đô thần quân và sắc hầu liếc nhìn nhau đồng thời nhìn ra được sự vui mừng trong ánh mắt của nhau thì ra tên tiên cương này xuất hiện là muốn gia nhập cương minh xem ra chúng ta đã bị dọa hai người truyền âm cho nhau quả nhiên như bọn họ sở liệu Cổ nghiệp vạn bất đắc dĩ tiếp nhận cái giá mà bọn họ đưa ra, một khối tiên nguyên thạch mua 300 cân khô nuôi tinh tủy. Ha ha, chúng ta mua bán như vậy có khỏe không chứ? Cổ nghiệp, lần sau có mời người trợ giúp, tối thiểu nhất cũng nên mời người sống. Hai người cười to rồi rời đi. Hai, cái nơi rách nát này, một khắc ta cũng không muốn ở lại. Sắc mặt cổ nghiệp ủ rũ, hiện lên sự bi ai. Phương Nguyên nhìn thiên đô thần quân và sắc hầu biến mất cuối chân trời, thu lại ánh mắt, quay sang nhìn tiên cương cổ nghiệp. Giọng điệu hơi do dự, cổ huynh, không biết chuyện này, ờ đã phát sinh mấy lần rồi. Vẻ bi ai trên gương mặt cổ nghiệp bớt hơn một chút, vỗ vỗ vai phương nguyên, trấn an hắn, cũng không quá nhiều lần. Chỉ là gần đây tầng bách thắng chuẩn bị tổ chức đại hội đấu giá. Một số loại vô sĩ để có đủ tư cách chen một chân vào thịnh sự, không khỏi nghĩ trăm phương nghìn kế để cướp vốn liếng. Phương Nguyên không ra mặt, cổ nghiệp cũng không trách hắn. Vốn ông ta cũng không ôm hy vọng gì Trong lòng có mất mát và bi thương Cũng chẳng liên quan đến Phương Nguyên Mặc dù thời gian tiếp xúc không dài Nhưng trong lòng của nghiệp có thể khẳng định Tình huống của Phương Nguyên cũng giống như ông ta Thậm chí còn không bằng Chỉ là một cổ tiên nghèo túng bất đắc dĩ Phải biến thành tiên cương Nhưng tướng ăn như vậy không khỏi quá khó coi Phương Nguyên làm bộ không cam lòng Nhưng biểu hiện này lọt vào mắt của nghiệp lại là cảm xúc chân thật ít ra vẫn còn một tấm màn che. Cổ nghiệp cũng không nghi ngờ gì, ánh mắt trào phúng nhìn khối tiên nguyên thạch trong tay. Khối tiên nguyên thạch là do vừa rồi, sắc hầu và thiên đô thần quân vì 300 cân khô ni tinh tủy mà ra sức trả giá. Ông ta lắc lư khối tiên nguyên thạch trong tay, ngươi nhìn đi, tuy hai người thần quân và sắc hầu mạnh, nhưng vẫn còn cố kỵ cương minh sau lưng chúng ta. Một khối tiên nguyên thạch đã là nể mặt lắm rồi chẳng lẽ mặt mũi của cương minh chỉ đáng giá một khối tiên nguyên thạch thôi sao giọng điệu phương nguyên rất yếu ớt cổ nghiệp liền cười rộ lên nụ cười của ông ta đắng chát xen lẫn bất đắc dĩ chua xót và bi thương ông ta nhìn phương nguyên giống như nhìn thấy bản thân mình khi vừa mới gia nhập cương minh ông ta vỗ vai phương nguyên sa lão đệ bây giờ ngươi cũng đã biết được vấn đề của tiên cương rồi đấy phúc địa tiên cương chúng ta đã chết không thể kinh doanh không thể tự sản xuất tiên nguyên. Nói một cách khó nghe, chính là nửa chết nửa sống. Bởi vậy, so với đám cổ tiên còn sống kia, chúng ta càng thêm ỷ lại vào tài nguyên bên ngoài. Có lẽ ngươi đã sớm nghe nói, đúng, bên trong Cương Minh có rất nhiều tiên cương giống như chúng ta. Nhưng ngươi muốn những người này làm chỗ dựa cho ngươi, vì ngươi mà lấy lại mặt mũi, ngươi cũng phải trả một cái giá nào đó. Lời nói của Cổ Nghiệp tràn đầy ý vị thâm trường. Cái giá nào đó? Phương Nguyên làm như không hiểu cho lắm. Đương nhiên rồi. Muốn mời một vị tiên cương lục chuyển ra tay cần hai khối tiên nguyên thạch. Đây là giá khởi điểm. Cụ thể nhiều ít ra sao phải xem mức độ chiến đấu. Muốn mời một vị cổ tiên thất chuyển ra tay cần hai mươi khối tiên nguyên thạch. Đồng thời, cái giá này cũng là giá khởi điểm. Nếu ngươi có đủ tiên nguyên thạch, ngươi có thể mời toàn bộ cương minh làm chỗ dựa cho ngươi. Nhưng nếu ngươi không có tiền hoặc không muốn bỏ ra nhiều tiền, vậy mặt mũi của ngươi cũng chỉ như thế này thôi." Cổ Nghiệp nói xong, hơi lung lay khối tiên nguyên thạch trong tay. Phúc Địa Tiên Cương đã chết, càng khó kinh doanh kiếm tiền, lại càng ỷ vào những thứ bên ngoài. Tình hình như vậy, khiến các tiên cương càng phải tận lực tính toán. Thường là họ nhường nhịn không dám chiến đấu, chỉ có như vậy mới có thể miễn cưỡng duy trì sinh kế. Giống như Phương Nguyên trước đó, không thể tự sản sinh ra tiên nguyên thanh đề, chỉ có thể dùng tiên nguyên thạch để thay thế. Áp lực quá lớn. Lần chiến đấu với Hắc Thành, thiếu chút nữa khiến cho kinh tế của hắn sụp đổ, một lần nữa lâm vào khốn cảnh. Cũng may Phương Nguyên còn có phúc địa hồ tiên, khiến tử địa tiên khiếu không còn quan trọng như vậy. Càng may mắn hơn, hắn được cổ trí tuệ trợ giúp, chỗ tốt của ánh sáng trí tuệ là cực lớn. Đầu tiên, Phương Nguyên giao dịch cổ phương tiên cổ với địa linh lan gia, đã giúp hắn thoát ra khỏi vũng bùng sau đó hắn dựa vào vần sáng trí tuệ tạo ra cổ khí năng, mua bán đảm thạch cổ khiến cho tiên hạt môn phải thỏa hiệp cải thiện hoàn cảnh sinh tồn rất lớn nếu ta không có những thứ này sợ rằng tình cảnh sẽ bi thương không chịu nổi giống như cổ nghiệp trong lòng phương nguyên cảm khái nhưng ngoài mặt thì làm như giật mình lui về phía sau một bước ông quyền không người nói cổ huynh tại hạ thụ giáo cổ nghiệp lắc đầu những đạo lý này không cần ta nói qua một thời gian ngắn ngươi sẽ tự hiểu rõ không cần cảm ơn ta nào để ta dẫn ngươi đến cương minh trước phương nguyên đi theo cổ nghiệp tiến sâu vào lão mộc một lần nữa nhìn thấy tòa thành bằng gỗ tinh xảo cổ nghiệp bay vào quảng trường một thành quảng trường đã rách nát không chịu nổi gạch vỡ vụn bồn hoa chung quanh tơi tả suối phun khô cạn lờ mờ có thể nhìn thấy được sự phồn hoa của ngày xưa hai người cổ nghiệp và phương nguyên đứng vững giữa quảng trường lên cổ nghiệp điều động chân nguyên lập tức mặt đất quảng trường đột nhiên sáng lên vốn mặt đất đang dày đặc bổng trở nên hơi mờ giống như một khối ngọc bích to lớn bên trong ngọc bích quan hoa lưu chuyển rất nhiều thân ảnh cổ trùng đang bay múa tán loạn cùng lúc đó từ trên người cổ nghiệp bay ra một đống phàm cổ cổ vũ đạo ngũ chuyển cổ một đạo tứ chuyển chiếm đa số đám cổ trùng này bay trên đỉnh đầu phương nguyên lượng vòng như gió lốc giữa không trung trong hoàn cảnh mờ tối, dần dần tản ra từng luồng ánh sáng lung linh. Cổ nghiệp không ngừng thôi động. Đám lưu quan nhanh chóng tăng lên. Rất nhanh trên đỉnh đầu phương nguyên là một mảnh ánh sáng màu xanh lam. Hàng ngàn hàng vạn phàm cổ, theo một quy luật kỳ diệu nào đó, tổ hợp tất cả uy năng xảo diệu lại với nhau, chồng chất lên nhau, đồng thời tương hỗ nhau, cuối cùng hình thành một loại uy năng khác. Đây là sát chiêu phàm đạo đỉnh cấp do cương minh chúng ta sáng tạo ra, có tên là lục tinh hoa anh đạo. Vượt qua hơn 10 vạn dặm, trực tiếp liên thông lão một với trụ sở cương minh. Ngươi nên biết rằng tiên cương chúng ta chung quy vẫn là cổ tiên, trên người phủ kính đạo ngân, thủ đoạn bình thường căn bản không cách nào truyền tống được chúng ta. Cổ nghiệp giải thích. Phương Nguyên gật đầu. Mặc dù chiến lực của tiên cương thấp, dẫn đến địa vị cũng thấp, tư duy cũng trở nên sơ cứng, nhưng rốt cuộc thì nội tình lưu lại vẫn còn rất nhiều nhất là tình cảnh tiên cương giống nhau, so với cổ tiên bình thường lại càng có thể dứt bỏ thành kiến, hợp tác lẫn nhau. Bởi vậy việc nghiên cứu ra sát chiêu phàm đạo đỉnh cấp cũng không có gì kỳ quái. Cổ nghiệp lại nói, ta phải coi ngó cây táo vạn độc bên trong cương minh đến 2 năm. Khi đó mới được xem là cống hiến đầy đủ cho cương minh, nhờ vậy mới đổi được lục tinh hoa anh đạo này. À, đúng rồi, chắc ngươi còn chưa rõ. Sa lão đệ, nếu sau này ngươi muốn lựa chọn nhiệm vụ bên ngoài điều kiện chủ yếu mà cương minh quy định chính là phải nắm giữ sát chiêu lục tinh hoa anh đạo chỉ có như thế ngươi mới có thể tùy thời câu thông với cương minh bọn họ không có định tiên du càng không có tinh môn cổ thôi bôi hoáng trảng lại càng không cổ tiên bình thường muốn dùng cổ thông thiên cổ động địa để câu thông tử khiếu của bọn họ không có tác dụng bởi vì cổ thông thiên cổ động địa chỉ là phàm cổ Sở dĩ có thể khiến cho phúc địa, động thiên liên thông lẫn nhau, nguyên nhân chủ yếu là thế giới nhỏ của hai bên tiêu hao vĩ lực thiên địa. Mà bên trong phúc địa, động thiên của tiên cương, căn bản không có thiên địa vĩ lực để sử dụng. Muốn câu thông cổ thông thiên, cổ động địa, phải cần cổ tiên hai bên đồng ý, chỉ có như thế, tiên khiếu mới có thể sản sinh lực thiên địa. Nếu lén lút câu thông, không có vĩ lực thiên địa, căn bản không thể câu thông nếu câu thông cổ thông thiên hoặc cổ động địa bên trong ngũ vực cũng sẽ không cách nào sử dụng a à, thì ra sắc chiêu lục tinh hoa anh đạo lại quan trọng như vậy nghe cổ nghiệp giải thích gương mặt phương nguyên hiện lên sự hâm mộ cổ nghiệp bắt được sắc mặt của phương nguyên trong lòng đột nhiên cảm thấy thoải mái cảm giác bi phẫn vì bị ép bán vừa nãy cũng theo đó mà hòa hoãn rất nhiều hạnh phúc đôi khi đến một cách rất đơn giản nhất thời cổ nghiệp nhìn phương nguyên cũng thuận mắt hơn một luồng bích quang từ trong nhánh cây khô héo phóng lên tận trời. Một lát sau, hơn 10 vạn dặm bên ngoài thành âm lưu, ở góc đông nam của quảng trường đột nhiên xuất hiện một cột sáng màu xanh lục. Lưu quang quét sạch quảng trường, dụng chung quanh thành màu xanh. Gió lốc thổi đèn lồng trên đường không ngừng lay động kèn kẹt. Lưu quang nhanh chóng tiêu tán, vốn trên quảng trường không một ai lại xuất hiện cổ nghiệp và phương nguyên. Đi thôi, không nên ở đây lâu. Cổ nghiệp lấy lại bình tĩnh, sải bước bước đi, còn Phương Nguyên thì theo sát đằng sau. Tòa thành này có tên là thành lớn âm lưu, toàn bộ đều màu đen, giống như một con cự thú hồng hoang đang lẳng lặng ngồi trên mặt đất. Mặt trời đang lặn xuống ở phía tây, vẫn còn lưu lại một tia sáng. Nhưng từ mỗi cục gạch, mỗi miếng gạch ngói bên trong thành lớn âm lưu đều tản ra vẻ âm u nồng đậm, biến phạm vi ngàn dặm chung quanh thành thành một vùng tăm tối. Càng đến gần thành lớn âm lưu, màu đen u ám lại càng đậm. Phương Nguyên và Cổ Nghiệp đi trên đường, ven đường không một bóng người. Hai bên đường, cứ cách mấy trăm mét lại có một đèn đường dựng thẳng. Nhưng những ngọn đèn đường này lại tản ra ánh sáng yếu ớt, chỉ có thể chiếu rọi được khoảng cách mấy chục bước. Từ ngọn đèn đường này đến ngọn đèn đường tiếp theo là một mảnh trống trải u tối. Thành lớn âm lưu giống như một tòa thành trống không. Nhưng nếu lắng nghe kỹ, vẫn có thể nghe được tiếng ồn ào từ bên dưới thành lớn truyền đến. Nơi này chính là đại bản doanh của Cương Minh chúng ta ở Bắc Nguyên, giống như một ngọn núi thật lớn, phân ra 7 tầng. Năm tầng dưới cùng nhất là chỗ ở của phàm nhân, vô cùng náo nhiệt. Lên một tầng nữa là nơi cư trú của một số người có liên quan đến tiên cương. Tầng cao nhất có nghị sự đường, có 3 vị tiên cương thất chuyển trú đóng lâu dài. Cổ Nghiệp giải thích. Phương Nguyên gật đầu, cũng không suy nghĩ nhiều cương minh không phải chỉ là tổ chức của thành viên cấp tiên mà còn có cổ sư phàm nhân chỉ là phần lớn cổ sư này đi theo ám đạo nuôi thi khu thi thậm chí biến thành cương thi hai người đi một hồi vẫn không nhìn thấy bất kỳ một người nào chỉ thấy bọn họ đến trước một cánh cửa đại điện hai bên đại điện là hai bức tượng đá cao lớn so với thân hình tiên cương tám tay của phương nguyên còn muốn cao lớn hơn phương nguyên nhìn kỹ hai mắt nheo lại phát hiện hai pho tượng đá này hoàn toàn không đơn giản ngươi cũng phát hiện được sự cổ quái sao đây là sát chiêu tiên đạo của âm lục công quan tài gia đá bên trong cũng không phải cương thi bình thường mà là tiên cương cổ nghiệp nói đến đây giọng điệu không tự chủ được mà thấp xuống âm lục công là một trong những cường giả của cương minh chúng ta khi thủ lĩnh rời khỏi bắc nguyên đã bổ nhiệm ba phó thành chủ ông ấy chính là một trong ba người đó có thể thúc đẩy tiên cương vì ông ta mà tác chiến. Âm lục công, Phương Nguyên yên lặng ghi nhớ cái tên này trong lòng. Cái tên này hoàn toàn không có trong trí nhớ kiếp trước của hắn. Nhưng chỉ dựa vào việc âm lục công có thể thúc đẩy tiên cương tác chiến, ông ta rất đáng được coi trọng. Kiếp trước, khi ta cuộc khởi cũng là chuyện của ba bốn trăm năm sau. Trong khoảng thời gian này, cũng không phải là không có hào hùng, chỉ là vì đủ loại nguyên nhân, bọn họ đã bị dòng sông thời gian cọ rửa mất. Phương Nguyên cẩn thận, một chút cũng không dám chủ quan. Ngươi đẩy cửa đi. Cổ Nghiệp bỗng nhiên tránh sang một bên, chỉ cần ngươi có thể đẩy cánh cửa này, ngươi sẽ có tư cách gia nhập Cương Minh. Phương Nguyên im lặng đưa hai tay ra, đặt lên trên cánh cửa, nhẹ nhàng dùng lực đẩy ra một khe hở. Lập tức, hơn 20 ánh mắt sắc bén, âm trầm, hoặc đờ đẫn từ khe cửa chiếu đến Phương Nguyên. Phương Nguyên làm ra vẻ biến sắc, sau đó hít một hơi thật sâu, đẩy mạnh một cái hoàn toàn đẩy cánh cửa ra. Cổ nghiệp cười ha hả, vỗ vai Phương Nguyên một cái, có thể đẩy được cánh cửa này, chứng minh ngươi là người bắt nguyên chúng ta. Vào đi, ngươi đến rất trùng hợp, hôm nay là thời gian nghị sự của cương minh chúng ta. Trung Châu Cò trắng bay lên cao, trời cao khí sản, chính là thời tiết tốt. Ba vị cổ tiên đến từ chiến tiên tông cùng nhau tập trung tại chỗ này. Dựa theo tin cầu viện của Hầu Vương, hẳn là nơi này. Thiên Trúc Tiên nhìn xung quanh, lên tiếng nói. Ông ta mặc một chiếc áo bào xanh, dáng người cao ráo, hai mắt sâu như cổ đàm, không hề có chút trúng động nào. Nơi đây xem ra không hề có chút kỳ quặc nào, hiển nhiên khe hở động thiên phùng tinh mà trong thư có viết đã được lấp đầy. Muốn xác định được nơi này, còn phải nhìn thủ đoạn của thần mẫu. Cốc chủ mệnh hà mặc áo bào trắng nhìn người bên cạnh, nói. Đứng bên cạnh hắn ta là một vị nữ cổ tiên. Dung mạo đoan trang, Mỹ lệ, thân mang kim bào, toàn thân trên dưới lộ ra vẻ uy nghiêm, là cổ tiên vũ đạo, danh xưng tuyệt không thần mẫu, là người có tư cách già nhất trong ba tiên, hơn 900 năm tuổi. Hai mắt tuyệt không thần mẫu nhắm lại, lẳng lặng thi triển một loại thủ đoạn thần bí nào đó, khí tức toàn thân vẫn như cũ, một chút ba động lộ ra ngoài cũng không có. Một lát sau, nàng mở hai mắt, thở ra một hơi, đích thật là nơi này. Động thiên phồn tinh được vào từ lối này. Hai tiên còn lại nghe xong, tinh thần đều chấn động. Năm đó, thanh danh thất tinh tử không hề hiển hách, thế mà lại vô thanh vô tức tu hành đến tình trạng như vậy. Thậm chí tiên khiếu động thiên còn chiếm đoạt được mảnh vỡ Lam Thiên. Chính bởi vì như thế, mới giúp cho động thiên phùng tinh tồn tại như cũ đến nay. Không tầm thường. Giọng điệu thiên trúc tiên cảm khái. Bắt đầu từ thái cổ, bầu trời thế giới cổ sư tổng cộng có chín thiên. Đỏ cam vàng lục lam chàm tím trắng đen, hợp thành Cửu Thiên Thái Cổ. Nhưng bảy thiên trong chín thiên lần lượt bị con cá nhân tổ phá hư. Cho đến bây giờ chỉ còn lại lưỡng thiên trắng và đen, luân phiên thay thế nhau. Trước kia, Thất Tinh tử có cơ duyên, âm thầm chiếm đoạt được mảnh vỡ Lam Thiên, lúc này mới có thể giúp cho động thiên của ông ta tồn tại như cũ, cũng không phải ông trở thành tiên cương mà trở thành tử khiếu. Cửu Thiên Thái Cổ là chính thế giới khác nhau tiên kiếu cổ tiên cũng là một thế giới giữa thế giới với nhau cũng có sự tương hỗ chiếm đoạt ví dụ nổi tiếng nhất chính là bảo hoàng thiên năm đó chủ nhân bảo hoàng thiên là cổ tiên bác chuyển đa bảo chân nhân ngoài ý muốn thu hoạch được một mảnh vỡ thế giới hoàng thiên thế là ông đã dung nhập nó vào trong động thiên nhà mình từ đó tạo nên bảo hoàng thiên tình huống bảo hoàng thiên lập tức trở nên không giống bình thường sừng sững cho đến nay một khi động thiên chiếm đoạt được mảnh vỡ cửu thiên, chỗ tốt đạt được sẽ rất nhiều. Không những có thể sinh ra một số dị dụng không thể dự báo, vĩ lực thiên địa trong tiên khiếu cũng sẽ vô cùng vô tận. Tai kiếp yếu đi rất nhiều, thậm chí tiêu tán hoàn toàn. Nếu như ta có thể có được mảnh vỡ thế giới như vậy, nói không chừng, lúc ngủ cũng sẽ còn cười. Cốc chủ mệnh hà hâm mộ nói. Thôi đi, mệnh hà, trước ngươi tăng tu vi lên bác chuyển rồi nói tiếp chỉ có động thiên cổ tiên bác chuyển mới có thể thông tính được mảnh vỡ thế giới cửu thiên. Thiên Trúc Tiên cười nói. Cốc chủ mệnh hà nghe xong, cười khổ nói, ta cũng muốn thăng lên bác chuyển, nhưng bây giờ lại không có lòng tin vượt qua hạo kiếp lần hai. Ngẫm lại, cổ tiên bác chuyển cứ cách 10 năm lại phải đổ kiếp một lần, ta nghĩ đến cảm thấy không rét mà run. Vạn kiếp còn kinh khủng hơn so với hạo kiếp. Ta khó mà tưởng tượng được có lẽ cũng chỉ có kẻ như thạch lỗi mới không hề sợ hãi. Phúc địa có phúc, thiên địa phải cân bằng. Vì vậy, cứ cách một khoảng thời gian lại phải giáng xuống tai kiếp. Cổ tiên lục chuyển, cứ cách 10 năm lại gặp địa tai một lần, cứ cách trăm năm lại gặp thiên kiếp một lần. Vì thế, cân nhắc tu vi cổ tiên, thông thường thường lấy thiên kiếp làm tiêu chuẩn. Kiếp trước của phương nguyên chính là cường giả hai lần thiên kiếp. Cổ tiên lục chuyển qua ba lần thiên kiếp, Phúc Địa sẽ khuếch trương đến một cấp bậc khác, trở thành cổ tiên thất chuyển. Cổ tiên thất chuyển, cứ 10 năm gặp địa tai một lần, 50 năm gặp thiên kiếp một lần, trăm năm gặp hạo kiếp một lần. Thiên trúc tiên, cốc chủ mệnh hà đã là cường giả trải qua hạo kiếp một lần. Tuyệt không thần mẫu còn cao hơn bọn họ một lần, là tu vi trải qua hai lần hạo kiếp. Về phần cổ tiên bác chuyển, địa tai không còn, nhưng cứ cách 10 năm lại đón một trận thiên kiếp, 50 năm là một trận hạo kiếp trăm năm là một lần vạn kiếp vạn kiếp còn khủng bố hơn thiên kiếp rất nhiều lần cho nên giới cổ tiên mới có câu vạn kiếp bất phục độ khó độ kiếp rất cao như vậy mảnh vỡ cửu thiên lại càng thêm trân quý đều bởi vì cửu thiên thái cổ là một bộ phận đại thế giới cổ sư tai kiếp sẽ chỉ giáng xuống thế giới tiên khiếu của phúc địa động thiên nhưng chưa bao giờ xuất hiện qua ngũ vực hoặc chính thiên sau khi động thiên thôn nạp mảnh vỡ chính thiên xét từ một loại trình độ nào đó mà nói chính là một bộ phận của đại thế giới cổ sư bởi vậy mới có thể khiến cho quy mô và uy lực của tai kiếp giảm bớt cổ tiên chết nhưng động thiên không chết ví dụ như động thiên phùng tinh thất tinh tử đã trở thành tiên cương nhưng động thiên vẫn khỏe mạnh như cũ nếu chiếm đoạt mảnh vỡ chính thiên thậm chí tai kiếp sẽ được trừ khử bảo hoàng thiên là một ví dụ chưa bao giờ có tai kiếp xuất hiện trở thành thị trường giao dịch lớn nhất của giới cổ tiên chiếm đoạt mảnh vỡ cửu thiên, đúng là chỗ tốt rất nhiều. Nhưng các ngươi cũng đừng quên, hành động này cũng có một vấn đề. Cho dù chỉ thôn nạp một phần nhỏ mảnh vỡ chính thiên, cũng sẽ lây dính khí tức của đại thế giới. Một khi động thiên rơi xuống, rốt cuộc sẽ không trở về lại được cơ thể. Tuyệt không thần mẫu nhắc nhở. Thiên Trúc Tiên đang nghe truyện trên TV audio CV gật đầu phụ họa, nói một câu, chiếm đoạt mảnh vỡ chính thiên, đồng nghĩa với việc cổ tiên mất đi tự do cả đời chỉ có thể thu mình bên trong căn nhà nhỏ trong thế giới tiên khiếu của mình không thể hoạt động tự do bên ngoài Tổng thất như vậy có thể nói là thảm trọng chẳng qua nếu có một mảnh vỡ cửu thiên bày ra trước mặt ta ta tình nguyện chọn lấy mảnh vụn này đúng vậy tốc chủ mệnh hà tán đồng nói tai kiếp rất khó vượt qua có đôi khi thậm chí ta cũng muốn trở thành tiên cương ít nhất tử địa của mình sẽ không bị tai kiếp giáng xuống được rồi làm chuyện quan trọng đi. Mấy ngày qua chúng ta cố ý lề mề, chính là muốn con hầu vương kia phải nhận một bài học. Tuyệt không thần mẫu một lần nữa nhắm chặt hai mắt lại. Thốt chủ mệnh hà im lặng. Thiên trúc tiên khẽ cười một tiếng, ha ha, chờ cứu được thạch lỗi, ta phải nhìn kỹ xem lão ta có còn cao ngạo được nữa không. Lần này, khí tức của tuyệt không thần mẫu không còn bình tĩnh được nữa. Kim bào của nàng không gió mà bay, khí tức tiên cổ đột nhiên xuất hiện mở. Trong lúc đó, nàng mở hai mắt ra, trong mảnh hư không trước mắt là một cửa hang. Cửa hang to cỡ một người bình thường, xuyên qua cửa hang, ba vị cổ tiên có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong động thiên phồn tinh. Ba vị cổ tiên không nói gì. Thiên trúc tiên đứng mũi chịu sào, chui vào trước, sau đó đến cốc chủ mệnh hà, cuối cùng là tuyệt không thần mẫu. Nhưng sau một khắc, ba vị cổ tiên lại xuất hiện trên không chỗ cũ. Có chuyện gì xảy ra vậy? thiên trúc tiên, cốc chủ mệnh hà đều có biểu hiện kinh ngạc. Tuyệt không thần mẫu nghiêm mặt, thần sắc nhẹ nhõm trước đó bay đi mất, miệng thì thào, tiếng không được, mà ra cũng không được. Không gian luân chuẩn, thay thế lẫn nhau. Đây chính là uy năng kỳ diệu của động thiên phồn tinh sau khi chiếm đoạt mảnh vỡ lam thiên sao. Đúng vậy. Trong thư cầu viện binh của Thạch Lỗi cũng nói đến điểm này. Cốc chủ mệnh hà nhớ lại. Nhưng cũng không kỳ quái có thể vây khốn được con khỉ đó, sao có thể là vật đơn giản? Thiên Trúc Tiên nói. Tuyệt không thần mẫu hừ lạnh một tiếng, cùng lắm là phiền toái chút thôi. Cùng lúc đó, Bắc Nguyên, phân bộ cương minh, bên trong thành lớn âm lưu. Nơi này âm u nồng đậm. Cho dù là trời trong, ánh sáng cũng không chiếu xuống chỗ này nổi. Phương Nguyên mở cánh cửa lớn, chịu đủ hơn 20 ánh mắt nhìn kỹ. Gương mặt hắn cố ý hiện lên sự sợ hãi, sau đó cố tình nghiêm trang lại, sải bước tiến vào nghị sự đường. Hắn thi lễ một cái, lớn tiếng nói, tại hạ sa hoàng, xin ra mắt chư vị đồng đạo. Đồng đạo. Từ này dùng rất tốt. Thành viên cương minh chúng ta vốn tình huống giống nhau, ngồi chung một con thuyền. Tại vị trí chủ vị chính giữa nghị sự đường, một vị tiên cương đang ngồi lên tiếng cười nói. Ông ta là một người mập mạp, thân cao hai người, cùng độ cao với tiên cương tám tay của Phương Nguyên, nhưng còn to mọng hơn Phương Nguyên gấp ba lần. Làn da của ông ta như cổ đồng, bụng như vạt trụ, lớn nhưng lại tròn. Không chỉ bụng, mặt, cánh tay, ngón tay, thậm chí trên dưới toàn thân đều có một sự mượt mà. Phương Nguyên nhìn thấy, tự đáy lòng hiện lên một tin tức, cương thể nhục đồng, âm lục công. Phương Nguyên tiến vào cương minh, tất nhiên cũng đã tìm hiểu tin tức có liên quan từ Lê Sơn Tiên Tử. Tiên cương cổ nghiệp bên cạnh thật sự xem Phương Nguyên là người mới, vội hành lễ, cổ nghiệp bái kiến âm lục công, dạ xoa long xoái, hoàng tuyền ông ba vị đại nhân. Phương Nguyên cũng vội nói, bái kiến âm lục công, dạ xoa long xoái, hoàng tuyền ông ba vị đại nhân. Nói xong, ánh mắt cảm kích nhìn cổ nghiệp. Cổ nghiệp mỉm cười với hắn. Âm lục công ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ vị, bên trái là dạ xoa long xoái, diện mạo dữ tợn, trăng nanh trắng bệt bên phải là hoàng tuyền ông tuổi già sức yếu lưng còng cúi đầu mặc dù tử khí rất nhiều nhưng khí tức thất chuyển vẫn không che giấu được ba vị tiên cương này đều có tu vi thất chuyển trú đóng lâu dài bên trong thành lớn âm lưu sa hoàng là tên thật của ngươi sao dạ xoa long soái mở miệng nói âm thanh của ông ta giống như kim thiết giao kích một khi mở miệng giống như có một luồng khí sát phạt đập vào mặt khiến người ta cảm thấy bản thân giống như đang lâm vào sa trường thảm liệt. Điều này có liên quan đến những gì trải qua kiếp trước của ông ta. Dạ xoa long xoái là một vị tán tu, nhiều lần tham gia cuộc chiến vương đình, dựa vào một số cơ duyên bên trong phúc địa vương đình mới tích lũy, thành tựu cổ tiên. Nói một cách khác, kinh nghiệm chiến đấu của ông ta cực kỳ phong phú, chưa hề có người nào dám kỳ thị ông ta. Ông ta lên tiếng, trong lời nói có thể thấy được cá tính cường thế, khiến người ta cảm thấy hùng hổ dọa người dĩ nhiên không phải rồi phương nguyên cười khổ một tiếng sau ngày thứ hai ta trở thành tiên cương ta mới lấy danh tự sa hoàng này nó biểu thị sự bắt đầu mới đồng thời cũng đồng nghĩa với việc ta tạm thời quên đi quá khứ huy hoàng ta đã từng nhìn trời mà phát thệ chỉ khi nào ta khôi phục lại nhục thân thoát khỏi thân phận tiên cương ta sẽ dùng lại tên thật của mình thốt ra lời này gương mặt chúng tiên có mặt tại nghị sự đường hiện lên sự phức tạp có xem thường có cười lạnh có im lặng có ai tháng càng nhiều hơn là thông cảm biểu hiện của phương nguyên bây giờ là những gì bọn họ đã trải qua lúc trước chỉ là nhiều năm trôi qua hào tình tráng chí lúc trước đã sớm không còn hy vọng từ trong đáy lòng cũng biến mất bọn họ vẫn là tiên cương như cũ không còn để ý đến việc thay đổi nữa được rồi nếu sa hoàng đã mở được cửa chính là cổ tiên bắc nguyên ta cương minh chúng ta thêm một người thì thêm một phần lực hắn đã chứng minh bản thân nên biết rằng năm đó ngay cả dược hoàng cũng không đẩy được cánh cửa này khụ khụ Hoàng tuyền ông lên tiếng sau khi nói xong liên tục ho khan vài tiếng lộ ra vẻ mệt mỏi già nua nói đến cánh cửa nghị sự đường lai lịch của nó rất phi phàm đã từng được tiên hiền của cương minh bắc nguyên sáng tạo ra tính danh của vị tiên hiền này không thể khảo chứng nhưng thủ đoạn sử dụng đúng là xảo diệu tuyệt luân trên cánh cửa chính hiện ra đủ loại đạo ngân thậm chí có người suy đoán là dùng cổ tiêu hao chỉ có tiên cương bắc nguyên mới được cánh cửa này tán thành tùy ý thôi động nếu không phải người bắc nguyên thăng tiên thế giới tiên khiếu ẩn chứa khí thiên địa nơi khác tay vừa mới đụng vào đoán chừng sẽ bị phản chấn bay ra ngoài nếu chỉ là cổ tiên bắc nguyên lại không phải tiên cương cánh cửa này sẽ còn nặng hơn núi chết sống cũng không đẩy ra được một khe hở. Mặc dù Phương Nguyên sinh trưởng ở Nam Cương, về sau mới đến Bắc Nguyên, nhưng đã thích ứng với hoàn cảnh Bắc Nguyên, đồng thời còn thăng tiên ở Bắc Nguyên, bởi vậy cánh cửa này mới không ngăn cản hắn. Thành lớn âm lưu được xây dựng thêm vô số lần nữa, nhưng cánh cửa này vẫn được cố ý giữ lại từ đầu đến cuối. Thành viên cương minh Bắc Nguyên hoàn toàn có lòng tin 10 phần đối với cánh cửa này. Nghe Hoàng Tuyền ông nói như vậy, ánh mắt bọn họ nhìn Phương Nguyên cũng hòa hoãn hơn. Âm lục công chậm rãi gật đầu, hoàng tuyền ông nói không sai. Mời hai vị vào ngồi, vừa lúc tham gia nghị sự. Ngoài ra, ghi một công cho cổ nghiệp đã dẫn tiến thành viên mới. Dựa theo quy định, tính 300 điểm cống hiến. Phương Nguyên sớm biết dẫn tiến người mới sẽ có chỗ tốt, nhưng sau khi nghe được tin tức này, hắn lập tức nhìn sang cổ nghiệp bên cạnh. Cổ nghiệp bị nhìn, cảm thấy không được tự nhiên, giống như mình chiếm tiện nghi của người ta ông ta chủ động giữ cánh tay phương nguyên nào xa lão đệ ngồi bên cạnh ta đi mọi người đều nhìn thấy tình huống trước mắt trong lòng lại càng thêm ấn tượng với sự vô tri ngây thơ của đối phương bên trong nghị sự đường các tiên cương ngồi thành một vòng tròn chỉ chừa một con đường thông đến cánh cửa nghị sự đường còn lại đều là chỗ ngồi nhưng chỗ ngồi không phải ngồi một loạt mà là từ thấp hướng lên cao chia thành ba hàng hàng dưới cùng là tiên cương lục chuyển số lượng nhiều nhất hàng ở giữa là tiên cương thất chuyển chỉ lẻ tẻ vài người mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn a à. hàng trên cùng không có một ai chỉ có tiên cương bát chuyển mới có thể ngồi cổ nghiệp nhiệt tình kéo phương nguyên đến vị trí của mình vị trí của ông ta cũng không phải bỏ trống mà đang có một cổ ý chí diện mạo cực giống bản thân cổ nghiệp đang ngồi tay cổ nghiệp khẽ vẫy cổ ý chí này lập tức thu vào trong não hải, sau đó dùng tay mời Phương Nguyên ngồi xuống. Nghị sự cũng không phải lần nào cũng có mặt được. Nếu không thể trở về, chúng ta sẽ dùng cổ ý chí này thay thế bản thân để tham dự. Sa lão đệ có cổ trùng hay không? Nếu không có, ta cho một con. Cổ nghiệp thấp giọng nói. Đương nhiên là có rồi. Phương Nguyên đáp. Hắn biểu hiện mình không biết gì về cương minh, nhưng cũng không để đám tiên cương kia biết mình non nớt. Tác dụng của cổ trùng trí đạo là kiến thức cơ bản của cổ tiên, hắn đương nhiên phải biết. Phương Nguyên vừa trả lời vừa ngồi xuống bên trái cổ nghiệp. Hai bên trái phải của cổ nghiệp không có ai. Chỗ ngồi nhiều như vậy, nhưng đám tiên cương đều ngồi phân tán nhau. Mặc dù có hơn 20 người, nhưng đa phần đều là ý chí, chỉ có số ít là bản thể có mặt. Phương Nguyên, cổ nghiệp đều đã ngồi vào chỗ, âm lục công tằng hắn một cái, bây giờ bắt đầu nghị sự. Đầu tiên đương nhiên là những sự vụ quan trọng. Nói xong, ngón tay ông ta điểm nhẹ xuống mặt bàn. Một luồng quang ảnh hình thành giữa khoảng đất trống hình tròn, hóa thành một ngọn núi lửa. Ngọn núi lửa này hình thù hơi kỳ quái, rất thấp bé, giống như hồ lô, không ngừng chấn động kịch liệt, thỉnh thoảng còn phun dung nham nóng bỏng ra ngoài. Trên ngọn núi lửa, khói đặc cuồn cuộn, cơ hồ hình thành mây đen, và thiên tế địa. Viêm lô đang phun trào, chắc hẳn tin tức này những người ngồi ở đây đều biết. Đây là một phiền phức, không thể không xử ý, nhất định phải nhanh chóng trấn áp. Nếu xử lý trễ, lại càng khó xử lý. Sơ bộ thương định, nếu ai có thể thành công trấn áp viêm lô, người đó sẽ thu hoạch được 1.000 điểm cống hiến cương minh. Âm lục công nói. Đám tiên cương bắt đầu châu đầu ghé tai nhỏ giọng trò chuyện. Cổ nghiệp giới thiệu với Phương Nguyên, viêm lô là một sân bãi luyện của thượng giai, am hiểu luyện chế cổ trùng viêm đạo. Trong lịch sử cương minh chúng ta, đã từng có một vị tiên cương luyện đạo luyện ra được tiên cổ bên trong viêm lô. Nhưng trong khoảng mấy trăm năm gần đây, cương minh chúng ta không còn xuất hiện tông sư luyện đạo. Viêm lô để đó không dùng, cùng lắm cũng chỉ được thủ lĩnh dùng qua mấy lần, lâu dần không được tu sửa, số lần phun trào càng lúc càng thường xuyên hơn. Phương Nguyên gật đầu. Cổ nghiệp lại nói, viêm lô nóng vô cùng, nhất là phần chính giữa bên trong, quả thật là một biển lửa. Trước đây cũng đã xuất hiện vấn đề này, đều sẽ do tiên cương viêm đạo xuất thủ. Nhưng tiên cương viêm đạo phải có nội tình luyện đạo, thậm chí khi tu bổ phải bố trí cổ trận trong lò. Nếu không trấn áp, bố trí bị hỏng, chi bằng không trấn áp thì hơn. Nếu nhiệm vụ thất bại, không chỉ không có điểm cống hiến, mà còn rước lấy viền phức. Phương Nguyên hiểu rõ trong lòng. Vừa phải có tu vi viêm đạo, lại phải có tạo nghệ luyện đạo, người thích hợp lập tức thiếu đi rất nhiều khó trách mọi người chỉ bàn tán khoảng một lát thì không ai lên tiếng nữa đưa ánh mắt nhìn về cổ ý chí nào đó bên trong nghị sự đường âm lục công phá vỡ sự im lặng nhìn cổ ý chí này nói lần nào cũng đều do thủ lĩnh tự mình trấn áp nhưng mấy năm qua thủ lĩnh đi đông hải bên trong cương minh chúng ta không ai thích hợp hơn tượng sư canh hỏa đức ngươi hỏa đức theo ngươi thì sao cổ ý chí này trầm ngâm một lát rồi nói tu vi của ta còn thấp, trấn áp hỏa lô vô cùng miễn cưỡng, nhưng nếu tất cả mọi người đều có ý này, ta cũng không từ chối. Chỉ là một ngàn điểm cống hiến, quả thật hơi ít. Âm lục công gật đầu, một ngàn điểm cống hiến chỉ là sơ bộ. Đã như vậy, vậy thì nâng lên một ngàn hai trăm đi. Ngươi có đồng ý làm hay không? Tại hạ đồng ý. Ý chí hỏa đức đáp. Được, bây giờ bước vào công việc thứ hai. Âm lục công cũng không dông dài, trực tiếp chuyển sang chủ đề khác, bên trong cống ngầm xuất hiện một con bạch tuộc dạ xoa, không ngừng làm loạn, quấy nhiễu chúng ta thu thập dầu đen. Thời gian trước, y sư hâm huyền, lâu chủ lôi vũ đã bị con hoang thú thượng cổ này đã thương. Nếu có thể đuổi con hoang thú này đi, phần thưởng sẽ là 1.000 điểm cống hiến. Nếu có thể trực tiếp giết chết con hoang thú này, 2.000 điểm cống hiến. Phương Nguyên nghe xong, trong lòng ầm ầm khẽ động bảo tàng mà hắn muốn lấy nằm ngay trong chỗ sâu cống ngầm do một đám bạch tuộc dạ xoa trấn giữ. Phần bảo tàng này là mục đích chủ yếu hắn gia nhập cương minh Bắc Nguyên lần này. Trên bãi đất trống hình tròn, hình ảnh ngọn núi lửa đang phun bỗng nhiên thay đổi, biến thành một con quái thú bạch tuộc đang hoành hành ngược xuôi bên trong cống ngầm. Xúc tu to lớn không ngừng nhảy múa, nhấc lên một gợn sóng thủy triều đầu đen to lớn. Nhìn hình ảnh này, không khí bên trong nghị sự đường càng thêm yên tĩnh hơn so với trước đó muốn đối phó con hoang thú thượng cổ này cũng không dễ dàng gì. Không nói đến hoang thú thượng cổ có thể so sánh với chiến lực cổ tiên thất chuyển, chỉ cần nói bản thân tiên cương đã kém hơn so với cổ tiên bình thường, phải lo lắng nhiều hơn. Kịch chiến một trận, phong hiểm rất lớn. Nếu không chiếm được tiện nghị, rất có thể sẽ mất cả trì lẫn chài. Cho dù chiến thắng, cũng phải nhìn lợi ích trước sau của cuộc chiến. Đánh thắng, nhưng trận doanh lại bị thua thiệt, vậy thì thà không đánh đám tiên cương ở đây đều là tinh minh. Thấy không ai hưởng ứng, âm lục công chuyển hướng sang dạ xoa long xoái ngồi cách đó không xa, long xoái, bạch tục dạ xoa tương xứng với kinh doanh của ngươi, chi bằng ngươi tiếp nhận sự vụ này, như thế nào? Nhưng dạ xoa long xoái lại khẽ lắc đầu, từ chối ngay tại chỗ, không dối gạt chư vị, ta đã tiếp nhận lời mời của Tần Bách Thắng, chuẩn bị tham gia đại hội đấu giá. Bên trong có một hai kiện mà ta đã phải khó khăn tìm kiếm, nhiều năm rồi vẫn không được. Trong thời khắc mấu chốt này, ta không thể mạo hiểm. Nhưng ta đồng ý chi thêm 600 điểm cống hiến ngoài định mức, thêm vào phần thưởng cho nhiệm vụ này." Ông ta nói xong, ánh mắt không ngừng đảo qua không ít tiên cương lục chuyển. Giết con bạch tụt dạ xoa, đối với tiên cương lục chuyển cũng không dễ dàng gì. Nhưng nếu đánh lui nó, chỉ cần mấy vị tiên cương lục chuyển liên thủ lại, hoàn toàn không hề khó khăn. Nhưng nhiệm vụ này phần thưởng một ngàn điểm cống hiến dành cho một người hơi có chút ít ỏi. Bây giờ dạ xoa long xoái tự móc tiền túi, thêm vào 600 điểm cống hiến, điều này đã khiến cho không ít người động tâm. Khai chiến với hoang thú thượng cổ, nguy hiểm không giả, nhưng chỉ cần lợi ích đầy đủ, phong hiểm cũng không thành vấn đề. Lập tức, có ba đội biểu hiện tiếp nhận nhiệm vụ này. Hai đội trước là do tiên cương lục chuyển liên thủ. Đội thứ ba là một vị tiên cương thất chuyển. Sau khi thảo luận một phen, nhiệm vụ này đã bị tiên cương thất chuyển lấy đi. Thấy nhiệm vụ khó khăn đã được giải quyết, rốt cuộc có người tiếp nhận, âm lục công thở vào một hơi, sau đây là nhiệm vụ quan trọng cuối cùng. Nhiệm vụ này có liên quan đến xích sát thần chu. Xích sát thần chu. Mắt phương nguyên sáng lên, nhanh chóng liên tưởng đến chiến loạn ngũ vực kiếp trước, một chiếc phi thuyền huy hoàng khổng lồ mạnh mẽ đâm tới chiến trường. Cổ nghiệp lập tức nhỏ giọng giải thích, ngươi vừa mới gia nhập cương minh, không biết cũng là chuyện bình thường. Xích sát thần chu là tiên cổ ốc nổi danh trong lịch sử, uy lực cực lớn. Trước đó một vị tán tu bắt nguyên ngoài ý muốn đạt được phối phương nguyên bộ của xích sát thần chu, nhưng vì không có năng lực luyện chế, đành phải chào hàng bốn phía. Thủ lĩnh dốc hết sức chủ trương thu mua phối phương con thuyền này, tốn hao cái giá rất lớn, cũng đã mua được phân nửa phối phương. Phương Nguyên nghĩ thầm, vị thủ lĩnh cương minh bắt nguyên ngược lại giả tâm 10 phần. Tiên cổ ốc này còn muốn toàn diện hơn so với sát chiêu bình thường, là tiêu chí của một thế lực siêu cấp. Trên cơ bản, mỗi một thế lực siêu cấp đều có một tiên cổ ốc. Thủ lĩnh cương minh muốn có được một tòa tiên cổ ốc, không thể nghi ngờ là muốn tăng cương minh bắt nguyên lên một cấp độ, trở thành thế lực siêu cấp. Hiện tại đang xảy ra phiền phức. Âm thanh của âm lục công trầm thấp xuống, vị cổ tiên bán phối phương thần châu đơn phương xé bỏ hiệp nghị, không muốn giao dịch với chúng ta nữa người đó đã mang toàn bộ phối phương xích sát thần chu và cổ phương tiên cổ hạch tâm vào đại hội đấu giá để bán được giá tốt. Đối với việc này, cương minh chúng ta nên xử lý như thế nào? Chúng tiên cương một lần nữa châu đầu ghé tai. Lại là đại hội đấu giá. Mấy ngày qua, ta đã bị nhiều lần dọa dẫm, cũng là vì đại hội đấu giá. Một vị tiên cương oán khí mười phần, không phải ai khác chính là cổ nghiệp. Lá gan của tiên này không nhỏ, chỉ là tán tu một giới, ngay cả hiệp định cương minh ta cũng xé bỏ giết hắn nhất định phải giết chết hắn nếu không tin tức truyền đi mặt mũi cương minh chúng ta sẽ không còn mặc dù cương minh yếu hơn thế lực siêu cấp nhưng không phải một tán tu có thể khi dễ các tiên cương gầm nhẹ đại đa số đều chủ trương chiến đấu phương nguyên âm thầm gật đầu mặc dù tiên cương cố kỵ đông đảo nhưng dính đến lợi ích to lớn vẫn dám giết dám liều nhưng hắn không coi trọng Cương Minh Bởi vì thế lực kiếp trước nắm giữ Xích sát thần Chu không phải bọn họ Tán tu bán trọn bộ cổ phương Xích sát thần Chu chẳng qua chỉ là lục chuyển Là không có bối cảnh thế lực Cuối cùng, Cương Minh thương nghị quyết định Điều động một vị tiên cương thất chuyển Hai vị tiên cương lục chuyển Tập trung tìm kiếm, tập sát người này Tu chỉnh uy danh Cương Minh Chủ yếu nhất vẫn là đoạt được Trọn bộ cổ phương xích sát thần Chu Trên thực tế, Cương Minh đã có được Tuyệt đại bộ phận chỉ còn lại mấy tiên cổ phương hạch tâm và bí quyết phối hợp vận chuyển cổ trùng như thế nào. Viêm lô, cống ngầm, xích sát thần chu, ba sự kiện lớn đã được thương nghị thỏa đáng, không khí trong nghị sự đường vì đó mà được thả lỏng. Âm lục công dùng đầu ngón tay gõ xuống bàn, bây giờ bắt đầu thương nghị những nhiệm vụ khác. Đầu ngón tay của ông ta gõ xuống bàn, phát ra tiếng cộc cộc. Khoảng đất trống trước mặt chúng tiên cương, hình ảnh thay đổi, hóa thành một cây cột bốn phía trên mỗi mặt của cây cột đều có chi chít hàng chữ đang chuyển động trong tay các vị còn nhiệm vụ nào chưa trả lại hay không mọi người lại nhìn nhau cũng không có ai đứng ra nhiệm vụ có thể trả lại bất cứ lúc nào cũng không nhất định phải chờ đến nghị sự công khai mặc dù cổ nghiệp không muốn làm nhiệm vụ thủ vệ lão một nửa nhưng thời hạn chưa đến nếu trả lại nhiệm vụ sẽ bị trừ không ít điểm cống hiến rất tốt vậy thì báo cáo nhiệm vụ đi âm lục công nói Nói ra xong, toàn bộ nghị sự đường lập tức trở nên náo nhiệt, ồn ào, có liên quan đến cổ phương luyện cổ, thu thập một loại vật liệu nào đó, giám định một loại cổ trùng nào đó, chủng loại phong phú, không có trường hợp đặc biệt. Phương Nguyên cũng lên tiếng, nói lên yêu cầu muốn mua phương pháp thoát khỏi thân phận tiên cương, một lần nữa phục sinh. Yêu cầu này của hắn khiến nhiều người cười khẽ. Sa Huynh, Huynh còn chưa chính thức lập thệ, trong tay cũng không có lệnh bài cương minh, cũng không có cống hiến, làm sao mà báo cáo nhiệm vụ được cổ nghiệp bên cạnh nhắc nhở là như vậy sao phương nguyên cao mày ngươi không cần gấp sau khi nghị sự kết thúc ta sẽ dẫn ngươi đến nhận lệnh bài thân phận lệnh bài này cũng dùng để ghi chép cống hiến của ngươi cho cương minh còn nữa nội dung mà ngươi muốn mua đều là tiếng lòng của tất cả tiên cương chúng ta nhưng căn bản không cần ngươi cố ý cầu mua ngươi hãy nhìn những nhiệm vụ cao nhất kia đi Tay cổ nghiệp chỉ hình ảnh không ngừng thay đổi trước mặt. Ánh mắt Phương Nguyên di chuyển qua. Hắn nhìn thấy phần nhiệm vụ của những hàng đầu tiên, kiểu chữ to hơn so với những nhiệm vụ khác. Bán thành quả nghiên cứu có liên quan đến việc thoát khỏi thân phận tiên cương, giành lấy cuộc sống mới. Phương Nguyên đọc to mỗi câu mỗi chữ. Bên trong có ghi giá công khai, nhưng ít nhất phải có 20 điểm cống hiến mới có thể đổi được. Cổ nghiệp hoàn toàn tin tưởng đối với phương diện tin tức này trên thực tế mỗi một tiên cương đều cực kỳ quen thuộc đối với nhiệm vụ này rất nhiều tiên cương đầu nhập vào cương minh là vì cái gì không phải vì tìm kiếm phương pháp từ đó thoát khỏi thân phận tiên cương một lần nữa phục sinh sao dự tính ban đầu thành lập cương minh dường như cũng là làm thế nào để phục sinh tiên cương cổ huynh bên trong cương minh rốt cuộc có tiên cương nào nhờ những thành quả này mà phục sinh hay không phương nguyên hỏi căn cứ theo lời đồn hình như là có Giọng điệu của cổ nghiệp cũng không xác định cho lắm Hình như là có Phương Nguyên cao mày Ngươi nên biết rằng Trong những thành quả nghiên cứu này Mỗi phần ít nhất phải có hơn 2.000 điểm cống hiến mới có thể đổi được Sau khi ngươi chính thức nhập minh Còn phải ký kết khế ước Chứ không thể tùy ý bán những thành quả nghiên cứu này được Cổ nghiệp cười khổ Ông ta thấy Phương Nguyên cao mày càng chặt hơn Vội nói Ngươi đừng lo lắng Ít ra ta có thể đảm bảo những thành quả nghiên cứu này đều không phải vật dối trá. Ta đã từng đổi lấy một phần, đều có tác dụng rất lớn. Nếu ngươi có thể thu hoạch được thành quả, có thể đứng trên nền tảng do các tiên hiền vất vả tạo nên, không biết sẽ còn giảm biết bao nhiêu khổ công. Phương Nguyên gật đầu. Tổ chức Cương Minh Am hiểu tâm lý thành viên nội bộ, đem thành quả nghiên cứu ra làm quả ngon dụ dỗ các thành viên. Chỉ cần là tiên cương, không người nào là không trúng chiêu. Cho dù tiên cương đổi lấy rất nhiều thành quả, nhưng chỉ cần một ngày còn chưa có được cuộc sống mới, tiên cương còn phải tiếp tục ra sức cho cương minh. Càng vi diệu hơn nằm ở chỗ, cương minh là nơi nắm giữ hy vọng cuối cùng của tiên cương. Cho dù thành quả nghiên cứu này không được, nhưng biết đâu thành quả nghiên cứu tiếp theo sẽ giúp ta thoát khỏi khốn cảnh thì sao? Phương nguyên dùng mông cũng có thể nghĩ cái giá công khai nhất định sẽ rất cao, cần có điểm cống hiến rất nhiều mới có thể đổi lấy phần lớn thành quả nghiên cứu này cũng may di tàn bên trong cống ngầm do một vị đại năng tiên cương lưu lại, trong đó cũng có một phần liên quan đến thành quả nghiên cứu giúp tiên cương phục sinh. Kiếp trước, tiên cương Bắc Nguyên nhờ thu hoạch này, toàn bộ chiến lực đột nhiên tăng vọt. Thậm chí có một khoảng thời gian, Cương Minh Bắc Nguyên phong bế, so với tổng bộ Cương Minh Đông Hải còn cường thịnh hơn. Mục đích phương Nguyên trà trộn vào Cương Minh Bắc Nguyên chính là phần di tàn kia. Bảo hắn cố gắng từng bước một, dùng nhiệm vụ đổi lấy điểm cống hiến của Cương Minh từ đó đổi lấy thành quả nghiên cứu, Phương Nguyên thật không hứng thú cho lắm. Dù sao thời gian hao phí quá lâu, tinh lực cũng quá nhiều. Kéo dài một hồi, lúc này nghị sự đường mới dần dần yên tĩnh. Từng tiên cương báo cáo nhiệm vụ của mình, sau đó ánh mắt mọi người nhìn chầm chầm mảng đất trống, có người không ngừng liếc nhìn, có người nhắm mắt trầm tư. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.